xin chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Harry Won ôm cổ trai trẻ Hàn Quốc. Ca sĩ Harry Won tạo dáng tình tứ bên bạn diễn Park Soon Min của phim Oppa Phiền Quá Nha. Harry Won chia sẻ bộ ảnh thời trang mới thực hiện của ca sĩ diễn viên Hàn Quốc Park Soon Min, thành viên của nhóm nhạc SS501. Cả hai diện đồ đôi của một thương hiệu nổi tiếng thế giới tạo dáng tình tứ trong ống kính. Harry Won tiết lộ Park Soon Min và cô vừa có dịp diễn cặp trong phim điện ảnh Oppa Phiền Quá Nha. Họ hứa hẹn gây bất ngờ với nhiều pha thân mật, lãng mạn trên màn ảnh rộng. Bà xã của Trấn Thành chia sẻ phim mới của cô lấy bối cảnh chính tại Việt Nam. Do bạn diễn cũng là người Hàn Quốc nên cặp đôi giao tiếp, tương tác khá thoải mái trên phim trường. Harry Won hy vọng sự trở lại của cô sau 2 năm kể từ khi phim 49 ngày phần 2 sẽ được khán giả đón nhận ủng hộ. Ở tuổi 34, nữ ca sĩ hai dòng máu Hàn và Việt được nhiều người khen trẻ đẹp và quyến rũ. Cô từng bị phát tướng nhưng hiện biết cách kiểm soát cân nặng. Park Soon Min kém Harry Won 3 tuổi, khá tự tin khi đóng vai bạn trai của cô. Anh hy vọng có nhiều dịp sang Việt Nam tham gia các dự án chung với Harry Won trong tương lai.